Hi guys, welcome back to lời giải hay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lời giải hay.com. Today we learned unit 8, wildlife conservation. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 8 với chủ đề đó là bảo tồn động vật hoang dã. Chúng ta cùng vào phần đầu tiên, phần getting started. Phần mở đầu. At the rescue center. Và trong phần hôm nay chúng ta sẽ học có chủ đề đó là tại một trung tâm cứu hộ. 1. Listen and read. Bây giờ chúng ta vào phần số 1, đó là chúng ta hãy cùng nghe và đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa cô Smith, Mark đó, và Mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 56 kem nhé. Unit 8. Wildlife Conservation. Page 100. Getting started. At a rescue center. Activity 1. Listen and read. Welcome to the Endangered Primate Rescue Center. If you have any questions during the tour, don't hesitate to ask me. I've just seen a monkey in the enclosure. So are primates just monkeys, Ms. Smith? No. Primates are a group of mammals that includes not just monkeys, but also humans and apes. What's the difference between apes and monkeys? Well, apes don't have tails and are larger than monkeys. Their brains are also larger. They are as good at using tools as they are at learning sign language. So, how many primates live here? The center is home to more than 170 primates, representing 14 species. They are housed in large enclosures. I can hear some sounds. Is someone singing? We're close to the gibbons enclosure, and the male and female gibbons are singing. Gibbons are the smallest of the apes, and all seven species are regarded as threatened. In fact, five of them are listed as critically endangered. What is the main threat to gibbons? It's habitat loss due to deforestation and illegal hunting. Poachers make a big profit out of selling gibbons as pets and for making traditional medicine and food. So we can help gibbons if we stop keeping them as pets? That's right. Now let me show you, Derek, the gibbon we rescued last week. He was locked in a cage for 2 years as an illegal pet. Oh no, he's so thin. Yes, gibbons can become ill or weak unless they're fed the right type of food. After examining Derek, our veterinarian also found head injuries. So we'll give him a suitable diet and monitor him for several weeks before we release him into the national park. Rồi. Chúng ta vừa nghe xong đoạn hội thoại giữa ba người, đó là Mrs. Smith, cô Smith, Mark và Mai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại đoạn hội thoại này nhé. Đầu tiên thì Miss Smith có nói như sau. Welcome to the Endangered Primate Rescue Center. If you have any questions during the tour, don't hesitate to ask me. Chào mừng các em đến với trung tâm cứu hộ linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào trong chuyến tham quan, đừng ngần ngại hỏi cô. I've just seen a monkey in the enclosure. So, are primates just monkeys, Miss Smith? Em vừa nhìn thấy một con khỉ trong chuồng. Vậy linh trưởng chỉ là khỉ thôi phải không cô Smith? No, primates are a group of mammals that include not just monkeys, but also humans and apes. Không. Linh trưởng là một nhóm động vật có vú không chỉ bao gồm khỉ, mà còn có cả con người và vượn người nữa. What's the difference between apes and monkeys? Vậy sự khác biệt giữa vượn và khỉ là gì ạ? Well, apes don't have tails and are larger than monkeys. The brains are also larger. They are as good at using tools as they are at learning sign language. À, vượn không có đuôi và to hơn khỉ. Bộ não của chúng cũng lớn hơn. Chúng giỏi sử dụng các công cụ cũng như là học ngôn ngữ phải ký hiệu. So, how many primates live here? Vậy có bao nhiêu loài linh trưởng sống ở đây ạ?
The center is home to more than 170 primates, representing 14 species. They are housed in large enclosures. Trung tâm là nơi sinh sống của hơn 170 loài linh trưởng đại diện cho 14 loài và chúng được đặt trong những rào lớn. I can hear some sounds. Is someone singing? Em có thể nghe thấy một số âm thanh. Có ai đó đang hát phải không ạ? We are close to the gibbons enclosure and the male and female gibbons are singing. Gibbons are the smallest of the apes and all seven species are regarded as threatened. In fact, five of them are listed as critically endangered. Chúng ta đang ở gần vườn chuồng vượn. Vượn đực và vượn cái thì đang hot đấy. Vượn là loài vượn nhỏ nhất và cả bảy loài được coi là bị đe dọa. Trên thực tế thì 5 trong số chúng được liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Tiếp theo, Mai có hỏi. What is the main threat to gibbons? Vậy mối đe dọa chính đối với vượn là gì? Is habitat loss due to deforestation and illegal hunting. Poachers make a big profit out of selling gibbons as pets and for making traditional medicine and food. Đó là sự mất môi trường sống do nạn phá rừng và săn bắt trái phép. Những kẻ săn trộm kiếm được lợi nhuận lớn khi bán vượn làm thú cưng, làm thuốc và thực phẩm truyền thống. So, we can help gibbons if we stop keeping them as pets. Vậy chúng ta có thể giúp đỡ vượn nếu chúng ta ngừng nuôi chúng làm thú cưng ạ? That's right. Now, let me show you direct. The gibbon we rescued last week. He was locked in a cage for 2 years at an illegal pet. Đúng vậy. Bây giờ hãy để cô giới thiệu về Derek, con vượn mà trung tâm đã giải cứu vào tuần trước. Nó đã bị nhốt trong lồng suốt 2 năm với tư cách là thú cưng bất hợp pháp. Oh no, he's so thin. Ôi không, nó gầy quá. Yes. Gibbons can become ill or weak unless they are fed the right type of food. After examining Derek, Our veterinarian also found head injuries, so we'll give him a suitable diet and monitor him for several weeks before we release him to the national park. Đúng vậy, vượn có thể bị bệnh hoặc là yếu nếu không được cho ăn đúng loại thức ăn. Sau khi kiểm tra Derek thì bác sĩ thú y cũng phát hiện vết thương ở đầu. Vì vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho nó một chế độ ăn phù hợp và theo dõi nó trong vài tuần trước khi thả nó về vườn quốc gia. Vậy chúng ta vừa thực hành xong một đoạn hội thoại. À, và đó là trong phần đầu tiên, phần nghe và đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo. Trong bài số 2, chúng ta cùng đọc yêu cầu như sau. Nào, chúng ta cùng đọc yêu cầu. 2. Read the conversation again and decide whether the statements are true, tea, or false apps. Trong phần này chúng ta thấy có yêu cầu như sau. Hãy đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu phát biểu là đúng, T, hoặc là sai, F. Chúng ta có 4 câu sau đây. Number 1. Humans belong to the same group of mammals as apes and monkeys. Con người thuộc cùng nhóm động vật có vú như là vượn và khỉ. Vậy chúng ta xem rằng là có phải con người cũng thuộc cùng nhóm động vật có vú như là vượn và khỉ không nhé? Vậy chúng ta xem trong bài chúng ta thấy có thông tin được nhắc đến như sau. Chúng ta thấy rằng bạn này có nói là gì nhỉ? À, trong cô ấy có nói là đây. Primates are a group of mammals that includes not just monkey, but also humans and apes. Đó. Trong câu này có nói đến là gì nhỉ? Linh trưởng là một nhóm động vật có vú không chỉ bao gồm khỉ, mà còn có cả con người và vượn nữa. Đó.
Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án trong câu số 1. Chúng ta sẽ chọn đó là đáp án true. Vậy chúng ta sẽ viết đáp án trong câu số 1. True. Next, number 2, câu số 2. Apes can learn sign language, but can use tone. Câu 2 thì chúng ta thấy có nói rằng là khỉ thì có thể học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng không thể sử dụng công cụ. Đây, chúng ta xem rằng có phải là như vậy không? Linh trưởng, đúng không nhỉ? Linh trưởng có thể học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng không thể sử dụng công cụ. Vậy chúng ta thấy rằng trong bài có nói đến như sau. Đây. They are as good at using tone as they are at learning sign language. Chúng ta thấy câu này có nói đến là gì nhỉ? Chúng giỏi sử dụng các công cụ cũng như là học ngôn ngữ ký hiệu. Vậy thì chúng đính đấy chính là loại linh trưởng, đúng không? Loại linh trưởng rất là giỏi ở việc sử dụng các công cụ cũng như là học ngôn ngữ ký hiệu. Do vậy thì đáp án trong câu số 2 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án false, sai kèm nhé. Number 3, câu số 3. Gibbons are endangered because they are the smallest of the apes. Câu số 3 có nói rằng vượn đang bị đe dọa vì chúng là loài vượn nhỏ nhất. Vậy đúng hay sai? Thông tin trong bài các em có thể thấy như sau. Đây. Trong câu cuối cùng của cô Smith, cô có nói đến là gì nhỉ? Gibbons are the smallest of the apes. And all seven species are regarded as threatened. In fact, five of them are listed as critically endangered. Đó. Câu này thì chúng ta thấy rằng có nhắc đến đó là vượn là loài vượn nhỏ nhất, đúng không? Và cả bảy loài đều được coi là bị đe dọa. Trên thực tế thì năm trong số chúng bị được liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp. Vậy chúng ta thấy rằng là năm trong số chúng thì được coi, được liệt kê và là loại nguy cấp, đúng không? Vậy thì đáp án trong câu số 3 chúng ta sẽ chọn đó là đáp án false. Câu này chưa đúng, đúng không? Đó. Next, number 4, câu số 4. Derek's owner kept him in a cage and gave him the wrong type of food. Trong câu số 4 chúng ta thấy có thông tin được nhắc đến như sau. Câu 4 có nói rằng là gì nhỉ? Người chủ của Derek đã nhốt anh ta trong lồng và cho anh ta ăn nhầm loại thức ăn. Vậy thông tin có vậy có phải là đúng hay là sai? Thì chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài có nói đến như sau. Đây. Cô Smith có nói đến như sau đây. He was locked in a cage for 2 years at an illegal pet. Đó. Và nói tiếp là gì nhỉ? Gibbon can become ill or weak unless they are fed the right type of food. Đó. Nghĩa là gì nhỉ? Anh ta đã bị nhốt trong lồng suốt hơn 2 năm với tư cách là thú cưng bất hợp pháp. Và vượn có thể bị bệnh hoặc là yếu nếu không được cho ăn đúng loại thức ăn. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong câu số 4 thì có nói rằng là người chủ của Derek đã nhốt anh ấy trong một cái lồng và đưa cho anh ta những đồ ăn sai. Vậy đây là một câu trả lời chính xác. Vậy chúng ta sẽ đánh tích vào true. Vậy đó là bài số 2. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang bài số 3 nhé. Match the words and phrases with their meanings. Hãy ghép các từ hoặc cụm từ với nghĩa của chúng. Chúng ta có 4 từ cụm từ sau đây. 1. Threatened species. Loài vật bị đe dọa. 2. Critically endangered species. Câu số 2 đó là loài cực kỳ nguy cấp. 3. Monitor. Giám sát. 4. Release. Trả tự do. Bây giờ chúng ta sẽ xem rằng các đáp án A, B, C, D. Xem cái nào là định nghĩa nhé. A.
To watch and check something carefully over a period of time. Câu A có nói rằng là xem và kiểm tra một cái gì đó một cách cẩn thận trong khoảng thời gian ngắn. Vậy chúng ta thấy rằng xem và kiểm tra cái gì trong một thời gian ngắn thì đó là gì nhỉ? À, đó là sự giám sát, đúng không? Vậy chúng ta sẽ nối đáp án A với câu số 3. Đó, monitor. Đó, đây là sự giám sát. B, plants and animals that are in danger are disappearing. Câu B thì có nói rằng là thực vật và động vật có nguy cơ biến mất. Vậy thực vật và động vật có nguy cơ biến mất thì đó là gì nhỉ? À, đó là cái loài cực kỳ nguy cấp, đúng không? Nghĩa là cực kỳ có nguy cơ tuyệt chủng đấy. Vậy chúng ta sẽ nối với đáp án số 2. Đó. Number tiếp theo chúng ta có C. To let someone go free after having kept them somewhere. Câu C có nói rằng là để ai đó được tự do sau khi đã giữ họ ở đâu đó, đúng không? Đó, vậy chúng ta thấy rằng có cụm từ thả tự do, đúng không? Trả tự do. Đó, vậy chúng ta sẽ có động từ đó là động từ release. Và cuối cùng, D. Plants and animals that are likely to become endangered in the near future. Và câu D chúng ta có là thực vật và động vật có khả năng bị đe dọa trong tương lai gần. Và chúng ta có cụm từ loài bị đe dọa, cụm từ threatened species. Để chúng ta nối câu 1 với đáp án cuối cùng là đáp án D. Đó. Rồi. Vậy đó là đáp án trong phần bài số 3. Chúng ta vừa nối các từ và cụm từ với nghĩa của chúng. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài cuối cùng. Chúng ta cùng xem yêu cầu đề bài sau đây. 4. Complete the sentences using clauses from 1. Hãy hoàn thành các câu sau sử dụng thông tin từ bài số 1. 1. Don't hesitate to ask the guide. Câu 1. Đừng ngần ngại hỏi. Đó, vậy đừng ngần ngại hỏi. Chúng ta thấy rằng trong câu số 1, chúng ta sẽ tìm trong đoạn văn này. Đó, trong đoạn hội thoại này xem là đừng ngần ngại hỏi thì người ta dùng câu gì nhá. Vậy các em thấy rằng trong câu đầu tiên, cô Smith có nói như sau. If you have any question during the tour, don't hesitate to ask me. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong chuyến tham quan, đừng ngần ngại hỏi nhé. Vậy chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có câu đó là if you have any question during the tour, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 1. Chúng ta sẽ viết nguyên lại câu này nhé. Rồi, cô sẽ viết lại câu này. Đây là phần bài số 4. Câu 1 chúng ta sẽ điền là if you have any question during the tour. Chưa nhỉ? Đó, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong chuyến tham quan. Đó. Number 2, bây giờ chúng ta sang câu số 2. Chúng ta cùng xem câu số 2 như sau. Apes are as good at using turn da da. Câu 2 có nói rằng là khỉ thì rất là giỏi sử dụng công cụ cái gì đó. Đó. Vậy chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài có nói đến một câu này như sau. Đây. They are as good at using tools as they are at learning sign language. Trong câu này có nói rằng là gì nhỉ? Khỉ sử dụng công cụ giỏi cũng như học ngôn ngữ ký hiệu, đúng không? Nghĩa là hai cái giỏi bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ điền đoạn đằng sau, đó là câu gì nhỉ? À, cũng như, đúng không? Cũng như chúng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Vậy chúng ta sẽ nói là as they are at learning sign language. At learning sign language. Đó. Khỉ sử dụng công cụ cũng giỏi như là học ngôn ngữ ký hiệu. Number 3.
Câu số 3. Chúng ta cùng xem câu số 3 có hỏi gì nhé. Trong câu 3 chúng ta thấy có hỏi như sau. We can help gibbons da dot. Chúng ta có thể giúp đỡ vượn. Đó. Đây, vậy thông tin trong bài các bạn có thể nhìn thấy một câu như sau. So we can have gibbons if we stop keeping them as pets. Đó, Mai có nói là gì nhỉ? Chúng ta có thể giúp đỡ vượn nếu chúng ta ngừng nuôi chúng làm thú cưng, đúng không? Vậy chúng ta sẽ điền được đáp án trong câu số 3. Đó là if we stop keeping them as pets. Vậy câu số 3 chúng ta sẽ điền như sau. If if we stop keeping them as pets. Number 4, cuối cùng, câu số 4. Cụm từ cuối cùng như sau. Dot dot unless they are fed the right type of food. À, câu này có nghĩa nói là gì nhỉ? Nếu không được cho ăn đúng loại thức ăn. Đó, vậy chúng ta thấy rằng nếu không được cho ăn đúng loại thức ăn thì phần đoạn đầu chúng ta thấy có nói như sau. Gibbon can become ill or weak unless they are fed the right type of food. Vượn có thể bị bệnh hoặc yếu nếu không được cho ăn đúng loại thức ăn, đúng không? Vậy thì câu này chúng ta sẽ nói phần mở đầu đó là Gibbon can become ill or weak. Gibbon can become ill or weak. Đó. Rồi, vậy đó chính là phần bài số 4 và chúng ta đã có câu trả lời. Và bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có một vài từ mới trong phần Getting Started. Các em có thể theo dõi sau đây. Từ đầu tiên, chúng ta có một danh từ mang nghĩa là mảnh đất đã được rào lại. Và chúng ta có danh từ đó là enclosure. Enclosure. Câu tiếp theo chúng ta có danh từ linh trưởng đó là primate. Primate. Tiếp theo động từ housing. Housing. Cung cấp nơi ở. Và cuối cùng endangered. Endangered. Gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta có 4 từ cần ghi nhớ ngày hôm nay các em nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye.